xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Đời Sống Thường Nhật. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn ở chỗ chạy gà của anh Hương ở thị xã Tân Châu, An Giang các bạn. Nên mình có một đợt gà tơ nè các bạn. Đây gà tơ nè. Gà này khoảng 3 tháng tuổi. Là màu cát sữa nè, màu chích râu chân vàng, gà mới lớn lên nè. Gà của anh Hương tuyển chọn để lại đó, sau khi tiền giống cho từng đợt như vậy đó. Ví dụ thường thường gà mẹ có chừng 5-7 con gà con, 5-10 con rồi đó, thì cứ tuyển chọn lại những em mà có khả năng ra màu đẹp rồi đó, để lại nuôi lớn thôi. Anh em nào muốn cần mua phần nhỏ này thì cũng anh Hương cũng bán luôn, hoặc những gà lớn đâu có chứ. Anh em nào thích nuôi gà tre Tân Châu thì cứ liên hệ với anh Hương qua số điện thoại 0975 044 757, để liên hệ trao đổi về gà hoặc là gì muốn mua gà hay gì đó thì cứ liên hệ Zalo của anh Hương các bạn. Còn đây là gà này là tuyển chọn ở đây nè, gà còn nhỏ nè, khoảng 3 tháng tuổi rồi. Cái này mua về nuôi chăm sóc lớn lên khoảng 6-7 tháng rồi đó. 7-8 tháng rồi đó, ông mã đều hết trơn. Rồi khi ra mã đẹp thì lúc đó gà có giá trị luôn các bạn. Dáng cận cảnh nè. Đã ra nhốt con lòng, đã ra sung. Gái coi, không phải à, tính giống gỗ, tính giống cổ gái rồi đó. Cái này là màu cát sữa. Máy thả ra chung là gà tre Tân Châu là giống gà khá đặc biệt để nuôi làm cảnh. Các loại gà thì chỉ có gà tre Tân Châu, gà nó có dốc dáng mẫu mã là màu mè khá là đẹp so với các loại giống loại gà khác. Cho nên là nhiều anh em thích nuôi gà cũng thì thường thì chọn gà tre Tân Châu này để nuôi không ạ. Chung ha, mình nhảy đá trong lòng ha. Rồi xoay bội à, xoay lòng
video đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào và tạm biệt các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.